Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonza Medical Group, MV Medical Group và MV Care Health Network. Cùng với cô Nguyễn Hoa, chuyên viên về bảo hiểm, cô sẽ đến đây với chúng ta để cô giúp chúng tôi cũng như quý vị hiểu rõ hơn về quyền lợi quý vị khi quý vị tới tuổi 65, chọn tổ hợp làm sao để quý vị có thể có một sức khỏe được bảo vệ khi quý vị đau ốm, thưa quý vị. Nhưng phần đầu tiên là chúng tôi phải xin gửi đến quý vị lời chúc ngày July 4 thật vui vẻ, sum họp gia đình và hạnh phúc với gia đình, và cũng như là hãnh diện mình đã được ở bên Hoa Kỳ, cũng như quý vị enjoy cái firework vào tối ngày thứ tư ngày mai, thưa quý vị. Đây là bản tin tức hoa trước nhất. Thì cái tin đầu tiên là chúng tôi muốn nói quý vị đây đã được đăng ở trong tờ báo New England Journal of Medicine Online, tức là nó vừa mới được thống kê từ ở bên Australia, thì nó làm chưa qua ba cái đảo Fiji. Cái đảo Fiji, thưa quý vị, nó là Nam Á Châu của chúng ta, nó gần phía bắc của New Zealand và phía bắc của Australia. Thì những người thổ dân ở đó, người ta không bị ghẻ, có như Việt Nam mình ngày xưa, hồi chúng tôi còn ở Việt Nam hành nghề, chúng tôi gặp ghẻ nó có scabby, sợ lắm, nó lây. Mà nhất là những người nào bị tù thì sợ lắm, người ta cứ xịt cái DDT. Quý vị nhìn những người mà bị ghẻ lâu rồi, nó sẽ bị impetigo, mặt nó đỏ, người nó đỏ, mụn đỏ đấy. Quý vị gãi nó ra thì nó sẽ nằm trên giường, nó lây người này sang người nọ, ngứa khó chịu lắm. Thì trước đây chúng tôi sẽ có cái thuốc là permethrin, là cái thuốc cream để bôi. Quý vị ngày bôi hai lần, bôi một lúc để nguyên trên da, 8 tiếng hồng sau tắm lại, bôi lại lần nữa. Thì nó cũng không hết ở đâu, nó bớt đi nhưng mà nó có thể nó vẫn lây sang người khác. Mới đây ở trong tờ New England Journal of Medicine nó có cái thuốc là thuốc ivermectin. Ivermectin, thưa quý vị uống cái này nó có hai liều thôi, IVERMECTIN. Thì nó sẽ được dùng, thì chắc chắn là ở Việt Nam bây giờ sẽ được dùng cái này dễ lắm. Chúng ta chỉ cho uống một liều, xong một tuần sau cho uống một liều nữa là nó sẽ hết. Phản ứng phụ không có gì cả, chỉ có ngứa thôi. Ngứa là sao? Vì nó giết cái con mai, cái con vi trùng ghẻ nó nằm trong vết thương nó bị chết. Rồi nó ngứa, nó ấy, nó gỡ quậy, chắc nó cụa quậy cho nó chết. Hoặc là nó ăn cái con vi trùng nó vào trong ruột chúng ta, buồn trong ruột chúng ta. Nó cũng giết, nó làm con vi trùng chết trong ruột, nó làm chúng ta đau bụng. Nhưng mà thuốc này rất an toàn. Nó thử trong hai lần như thế, ba cái làng nó gần như là 90% người dân hết bị. Hay thế. Ở trong khi mình bôi cái đó, nó chỉ có 30 mấy%, không có bao nhiêu cả, đây 90% nó khỏi luôn. Do đó đây là một cái phương pháp rất là tốt. Chúng ta có thể so sánh cái này thì với cái permethrin trước đây chỉ có 68%, bây giờ nó 90%. Như vậy hy vọng là sau này người ta sẽ dùng Amat nhiều hơn. Cái thuốc ivermectin này trước đây chúng tôi đã cho dùng cho bệnh nhân ở những người bị bệnh river blindness, tức là người ta nắm sông, nước sông dơ dây là bị lở mắt, bị đuôi, và hay là bị cái filariasis, elephantiasis, tức là có nhiều người bị con vi trùng nó vô, nó cắn với con muỗi đốt, nó làm chân nó sưng vù lên giống như chân của con voi ấy. Sợ lắm, thưa quý vị. Thường thường cái này ở bên Phi Châu nó có nhiều hơn. Cái hiệp hội Âu Châu về bệnh tiểu đường và về hội y khoa ở bên Âu Châu, người ta vinh danh cái thuốc mà trước đây chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần là thuốc liraglutide này. Nó bán ở trên thị trường, thưa quý vị, nó là Victoza. Nó thuộc họ GLP-1 để chữa những người bị tiểu đường loại 2. Thực ra nó vinh danh là vì những cái em bé mà trên 10 tuổi bị bệnh tiểu đường loại 2 thì rất khó chữa. Bởi vì nó mới trẻ, nó bị như thế, nó rất khó chữa. Bởi vì có lẽ một phần là vì nó ăn uống lung tung mà lên. Thế thì với cái thuốc liraglutide này ở bên Mỹ, nó đã cho phép trong tháng vừa rồi, cho phép để trích cho những em trên 10 tuổi bị tiểu đường. Bây giờ bên Âu Châu nó khuyến cáo là chúng ta nên dùng cái thuốc này. Và thực sự, thưa quý vị, cái thuốc liraglutide này nó sẽ giúp cho chúng ta không bị mập quá, xuống ký một chút, mà không bị hypoglycemia, tốt cho chúng ta, dễ chữa hơn, và nó làm chúng ta không có bị tim mạch, bảo vệ tim mạch cũng như bảo tim chúng ta, nhất là những người lớn đang dùng. Chỉ trường hợp người ta sợ mà chúng ta bị biếu ở trong cổ hoặc là bị lá mía, nhưng mà đến bây giờ người ta chưa thấy bao nhiêu cả. Cho nên cái thuốc liraglutide, nếu quý vị bác sĩ cho quý vị nên dùng. Trước đây chúng tôi cũng nói quý vị rồi, nếu quý vị đang bị tiểu đường là 2 mà cho uống thuốc đã đời không hết rồi thì phải bắt đầu đổi sang insulin. Trước khi insulin, thì người ta khuyên là hội y khoa tiểu đường bên Hoa Kỳ khuyên là các bác sĩ nên dùng cái liraglutide trước khi dùng. Và cái liraglutide là rất là tốt, thưa quý vị, nó không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm, bảo vệ tim mạch của chúng ta. Một cái thuốc khác nữa cũng mới đây mới được approve ở bên Hoa Kỳ tháng 4 vừa rồi, mà chính bản thân tôi cũng nói cho quý vị nghe, là cái thuốc Evenity. Cái Evenity nó là cái thuốc mà, thưa quý vị, nó là bromosozumab. Cái thuốc này nó làm autoimmune disease, nó giúp chúng ta chống lại gãy xương. Khi chúng ta bị mòn xương, chúng ta gãy xương rồi, chúng ta không thể dùng thuốc khác nữa.
thì chúng ta được quyền dùng Evenity. Nhưng mà ở bên Âu Châu người ta khuyên là không nên dùng cái thuốc Evenity, để cho quý vị nghe có hiểu. Là bởi vì tại sao? Tại vì nó sẽ làm chúng ta tăng xác suất bị heart attack đi, tăng xác suất bị tăng xác suất bị stroke đó. Và những người mà 75 tuổi mà dùng cái thuốc này đó thì chết nhiều hơn là những người không dùng cái thuốc này. Và vì vậy ở bên Âu Châu nó khuyên là cái thuốc này nó nhiều cái lợi, nhiều cái hại hơn là cái lợi, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thuốc ARB là cái thuốc mà giảm huyết áp, giống như là lô sạc tăng, văn sạc tăng. Mới đây trong tuần vừa rồi thì chính phủ Hoa Kỳ vừa mới kêu gọi recall lại cái thuốc lô sạc tăng với lô sạc tăng SCTG, là vì nó có vận độc cái chất NMBA, chất này nó là có thể làm chúng ta bị ung thư. Nhưng mà quý vị đừng có sợ, quý vị tiếp tục uống. Nếu quý vị đang được dùng lô sạc tăng hay là lô sạc tăng SCTG, quý vị cứ uống như thường. Đến pharmacy của mình đã mua thuốc đó, mình hỏi đây tôi mua thuốc này, tôi nghe chính phủ nó nói là recall, thì người ta sẽ dở sổ cho nó coi cái lot number bao nhiêu. Nó thấy không sao, quý vị về uống thuốc như thường. Còn cái thuốc văn sạc tăng cũng là thuốc rất tốt để chống lại huyết áp cao, bảo vệ tiểu đường. Nó cũng bị recall lên thêm, bởi vì nó có thêm một cái chất nữa là DMF, kiếm thấy ở trong đó, nhưng mà cũng không phải cái nào cũng bị. Những cái đó nó làm ở bên Ấn Độ. Thế quý vị phải đến pharmacy, quý vị hỏi và tiếp tục uống thuốc. Nếu người ta coi, người ta bảo không sao thì quý vị tiếp tục uống, nếu không thì người ta sẽ đổi thuốc khác cho quý vị. Nếu mà quý vị lớn tuổi, quý vị muốn có sức khỏe tốt, không muốn có trí óc tốt, quý vị đừng có tin người ta quảng cáo là uống cái thuốc này thuốc nọ sẽ giúp cho trí óc, trí nhớ tốt. Không có thôi gì cả, đến bây giờ nó chưa có thuốc để chữa lại bệnh Alzheimer gì. Thế mà một cái lời khuyên của các bác sĩ bên Hoa Kỳ là gì? Các con hãy tặng cho bố mẹ một đôi giày đi bộ thật tốt. Và buổi tối chúng ta chịu khó làm cho bố mẹ ăn cá nhiều, nhất là cá salmon, thì sẽ óc sẽ tốt, nhất là đi bộ. Cứ nhớ diet tốt, đi bộ, exercise để giúp cho trí óc được minh mẫn. Và nếu chúng ta có cái thiếu vitamin D nhiều, nó cũng có thể làm chúng ta trí óc bị cùn đi, mạch máu nó không tốt. Thế nên chúng ta phải nhớ, khi chúng ta đi làm buổi chiều, chúng ta đi làm buổi trưa ở sở, bên Mỹ nó bao giờ nó có break time. Quý vị ăn trưa thì quý vị chịu khó ăn xong, quý vị đi bộ một vòng 15 phút, 20 phút, đừng có bôi sunscreen gì cả. Nó sẽ giúp quý vị có được vitamin D. Quý vị ăn nhiều cá, dầu có dầu nhiều là cá herring, giống như cá thu của chúng ta, mackerel là cá king, chúng ta ăn cái cá nó ngon, nó béo lắm. Fresh tuna, nhất là quý vị ăn một tuần được 2 portion fish, tức là mỗi một portion nó bằng 100 gram. Tức là quý vị ăn được 200 gram cá một tuần là đủ rồi quý vị. Ăn lòng đỏ trứng gà cũng có nhiều vitamin D. Còn ăn thịt đỏ cũng có tốt vitamin D, nhưng thịt đỏ nó lại có những cái chất hại khác cho nó. Chúng ta chỉ có uống sữa tươi với vitamin D tốt. Hoặc quý vị ăn cereal, Kellogg, nó có nhiều vitamin D fortified lắm quý vị. Ăn như thế nó sẽ giúp cho quý vị có một cái trí nhớ tốt và sức khỏe tốt, đỡ bị tiểu đường. Nhưng mà quý vị phải ăn uống kiêng cữ, chứ quý vị ăn nhiều quá nó không bị được tiểu đường như thường. Mỗi một ngày phải đi bộ 7.500 step. Cách đây chừng một tháng chúng tôi nói quý vị là ở bên Mỹ nó khuyên là có thể đi 7.000 cũng được. Ở đây cái thống kê này nó nói ở trong tờ PLOMED 2019, tức là cái tờ báo rất academic của ngành y khoa Hoa Kỳ trên khắp thế giới, nó viết ở trong thư viện thôi. Thì nó khuyên là nếu chúng ta đi mỗi một ngày chúng ta đi được 7.500 step thì chúng ta sẽ giảm được xác suất bị bệnh heart attack, bị bệnh stroke 66%, và chúng ta sẽ đỡ bị gãy xương được 44%, và chúng ta sẽ giảm được cái xác suất là chúng ta bị depressed, chán đời. Bởi vì khi chúng ta lớn tuổi đấy, chúng ta sống một mình, chúng ta hay buồn, con cái nó ở xa, thì khi chồng với vợ ra đi rồi, hoặc là ông về Việt Nam không lấy vợ thì mình buồn quá. Cứ bên này quý vị đi bộ đi nhé, mỗi buổi sáng đi bộ. Quý vị có thể đi bộ một tuần có 30 phút thôi, nhưng mà phải đi thật nhanh, moderate, vigorous, tức là người ta đi chạy thật nhanh xong rồi chậm lại. Một tuần quý vị chỉ đi 30 phút là đủ rồi, nhưng mà thường thường chúng tôi vẫn khuyên quý vị mỗi ngày quý vị đi 30 phút, và quý vị đi đều đều 5 ngày trong một tuần lễ hay là 7 ngày một tuần lễ càng tốt. Đó là cái lời khuyên của chính bản thân bác sĩ Cơ cho quý vị. Cái thuốc đánh răng là thuốc tốt, phải không? Ai cũng phải đánh răng hết. Nhưng mà trong cái thuốc đánh răng nó có cái thuốc triclosan. Quý vị nhìn trên màn hình cái triclosan. Cái thuốc triclosan là cái thuốc sát trùng. Nó để ở trong thuốc đánh răng như là Colgate với thuốc đánh răng. Quý vị nhìn thấy nó có triclosan 0,8%. Thường thường cái thuốc này nó dùng, quý vị dùng lâu đó, nó có thể làm cho quý vị bị mòn xương, nhất là quý vị phụ nữ. Vì vậy quý vị phải cẩn thận. Trước đây cái triclosan chính phủ Hoa Kỳ đã cấm không cho dùng trong cái thuốc rửa tay, sát trùng rửa tay hoặc là thuốc chùi nhà, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến ung thư trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà các bà dùng nhiều thì có thể bị mòn xương. Nhưng không sao, quý vị uống calcium vô thì nó hòe cả lang.
quý vị uống thuốc đúng phần xương thì là quý vị không, nhưng mà quý vị phải đánh răng chứ. Nhưng nghe bác sĩ cơ về không chịu đánh răng nữa thì chết nhé. Nếu chẳng may chúng ta uống thuốc Prilosec hay là Prevacid hay là Nexium hay là mấy cái thuốc Protonix để nó gọi là PPI để giúp cho chúng ta đỡ bị chảy máu ruột khi chúng ta đang uống thuốc loãng máu Xarelto hay Aspirin, thì quý vị đừng lo, quý vị uống liên tục trong 3 năm rồi không sao cả, nó không làm quý vị bị ảnh hưởng tim mạch gì đâu. Uống xong đó thì quý vị từ từ quý vị bỏ thuốc đi, nếu quý vị bình thường trở lại quý vị đâu cần phải uống Xarelto hoặc uống Aspirin nữa. Aspirin hay Xarelto nó chỉ là cái prevention, secondary prevention chứ không thể primary prevention. Và chúng ta uống cái đó chúng ta phải nhớ. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng cái phần y khoa của chúng tôi để sang cái phần thứ nhì là của cô Hoa. Chào cô Hoa, xin cô Hoa có thể ngỏ vài lời gì với chúng tôi được không? Dạ, chào bác sĩ Cơ và chào quý khán giả. Hôm nay thì cháu muốn thông báo cho quý khán giả biết là có lẽ là quý khán giả có nghe tới cái tin tức là Medicare Plan F giống như cái chữ freeway. Tiếng Việt Nam thì không có chữ F, nhưng mà Medicare Supplement Plan F thì cái chương trình bảo hiểm đó thì họ đã thông báo là cái loại bảo hiểm đó là không còn sẽ bán cho những người mà bước qua 65 tuổi sau năm 2020. Ý nghĩa là nếu quý vị đã bước qua 65 tuổi rồi hoặc là sẽ bước qua 65 tuổi trước cái năm 2020, tức là trước tháng 1 của sang năm, thì quý vị sẽ không bị ảnh hưởng về cái luật mới này. Nhưng mà sau đó, sau năm bắt đầu đầu năm tới đó, thì nếu quý vị muốn mua hoặc là đăng ký cho chương trình bảo hiểm Medicare Supplement Plan F giống như chữ freeway, thì quý vị sẽ không mua được cái loại chương trình bảo hiểm đó. Cái loại chương trình bảo hiểm đó thì nó gồm bao thêm cái phần B, Part B deductible, không phải là cái premium nhưng mà nó là cái deductible. Thì cái deductible của năm nay á, 2019 là 185 đồng deductible cho cả năm. Thì thêm một lần nữa thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn mua cái chương trình bảo hiểm Plan F của loại Medicare Supplement Plan, nếu quý vị bước qua 65 tuổi trước cái năm 2020 thì quý vị sẽ mua được. Còn nếu quý vị sẽ bước qua 65 tuổi sau đầu năm tới thì quý vị sẽ không mua được loại đó, nhưng mà quý vị sẽ mua được những cái loại khác. Tại vì cái Medicare Supplement Plan á, thì nó có nhiều loại, nó có tên Plan A, Plan A tới Plan N. Nhưng mà Plan F thì chỉ có một cái loại mà quý vị sẽ, nếu bước qua 65 tuổi sau năm 2020 thì sẽ không được mua. Mình có thể, nếu mà mình trước năm 2020 thì mình có thể quyền mua suốt đời đến khi mình chết thì thôi, phải không ạ? Dạ, thưa đúng, dạ. Thưa 185 đồng một năm hay một tháng? Cái đó là không phải cái số tiền để mua cái Plan F, nhưng mà đó là cái deductible. Tại vì trong cái chương trình Plan F á, thì nó gồm bao thêm, nó include cái Part B deductible. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình không có mua loại đó, mình mua loại Plan G hoặc là Plan N hay là những cái chữ khác á, vâng, thì mình phải tự lo cái deductible, tức là 185 đồng của năm 2019. Nhưng mà mình khi mình mua cái Plan F thường nó có mắc tiền không? Thưa bác sĩ, Plan F là mắc nhất. Mắc nhất đấy. Dạ, là cao nhất, tại vì cái chương trình bảo hiểm đó thì nó bao nhiêu nhất. Dạ. Nhưng mà phải giả thường là bao nhiêu? Cái giá tiền nó là tùy theo cái tuổi của quý vị. Cái tuổi mà nếu 65 tuổi, mình mới 65 tuổi thì bao nhiêu? Thì cũng tùy theo cái vùng quý vị ở, tùy theo cái thành phố. Nếu mà mình đang ở Orange County, thưa cô đang ở vùng nếu mà ở vùng Orange County, tiểu bang California, thì cuối cùng nó cũng tùy theo cái hãng bảo hiểm mình chọn. Thì khoảng trung bình là bao nhiêu? Trung bình có thể 160 tới 180. Và tôi nói một cái quan trọng là quý vị phải đến nghe cô ấy nói vào 31 tháng 7 này. Thứ tư cuối tháng cô sẽ thuyết trình quý vị, cô sẽ trả lời quý vị để quý vị có thể chọn cái bảo hiểm nào nó vừa rẻ mà nó bảo đảm cho quý vị khi nào quý vị, bởi vì cô vừa nói là cái F nó có lời nhất, nó như bảo vệ nhiều thứ nhất, mổ gì nó cũng co hết phải không, bác sĩ cũng tốt hết. Yeah. Vậy quý vị phải đến ngày 31 tháng 7 này ở trung tâm y tế quốc gia, cô sẽ nói cho quý vị nghe cái điều kiện và cái quyền lợi quý vị, cái chuẩn bị chọn sớm như nào, nếu không năm tới nó không bán nữa thì mình mua cũng phải mất tiền hơn chút xíu, không mắc hơn bao nhiêu đâu phải không cô. Dạ, thưa đúng dạ. Vâng. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị liên lạc với cháu
Cháu thường có mặt ở văn phòng Bosa Medical Group ngày thứ hai với ngày thứ tư từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa, thì quý vị có thể tới gặp với cháu, nói chuyện với cháu riêng để cháu giải thích cho quý vị là cái trường hợp của quý vị, tại vì mỗi người cái trường hợp nó khác biệt với nhau, thì cháu có thể giúp cho quý vị quyết định là nên lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào. Vâng, cái số điện thoại của cô là 6943758, 6943758714 nhé. Quý vị nhớ kêu cái số điện thoại đó, lúc nào cô cũng trả lời cho quý vị, không phải chỉ sáng thứ hai mới thứ tư đâu. Quý vị còn gọi được khác thì cô cũng trả lời, cô này cô dễ thương lắm, cô trả lời cho quý vị ngay. Nhưng mà đừng hỏi về riêng tư thì không được đâu, phải không? Dạ được. Vâng, đến đây thì chúng tôi cũng cảm ơn cô Hoa nhiều, hết giờ rồi, hẹn cô Hoa kỳ tới. Cô Hoa lại đến triển khai thêm cái này. Và nhớ ngày 31 tháng 7, tức là thứ tư cuối tháng, cô sẽ có buổi thuyết trình riêng tư. Quý vị lên trên đó, quý vị sẽ ngồi nói chuyện với cô sẽ giải thích quý vị từng ly từng tí một. Có những cái mà cô không thể nói ở trên TV được, là về cái luật của Medicare nó không cho quảng cáo, có tính cách quảng cáo cho cái áo bảo hiểm mình in favor với cái đó. Bởi vì như thế là nhất là cô là cái người chuyên môn về bán bảo hiểm thì nó sẽ làm khó dễ cô và có thể nó sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà quý vị đến gặp riêng cô ấy thì nó không có record, thì cô có quyền nói khuyên quý vị phải chọn cái gì mà không sợ bị riêng tư gì cả, thiên vị với ai cả. Lần nữa chúng tôi thay mặt tất cả anh chị em ở trong tổ hợp y tế Buôn Xa cũng như cô Hoa xin kính chúc quý vị một ngày July 4 thật vui vẻ, sum họp gia đình và hưởng cái thanh bình của nước Mỹ cũng như là cái giàu có của nước Mỹ. Và chúng tôi mong quý vị được enjoy cái pháo bông ngày 4 tháng 7 này cũng như sum họp với gia đình. Xin hẹn quý vị tuần tới cũng vào giờ này trên đài SCT. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn cô Hoa rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn bác sĩ Cơ.